Dù mình là Sơn Hùng và ngày hôm nay mình cùng các bạn sẽ cùng nhau làm một bài kiểm tra để xem mình có đủ khả năng để gia nhập vào cơ quan tình báo trung ương Mỹ, hay còn viết tắt với một cái tên vô cùng quen thuộc CIA hay không, tại trang web CIA.gov. Đó, đấy, thấy chưa? .gov.government là tên miền của những trang web thuộc chính phủ, đã thấy uy tín rồi đúng không? Và mình sẽ khởi đầu ở bài kiểm tra hình chụp từ trên cao. Thử thách số 1, một số người nhìn vào một tấm ảnh như là chỉ một bức hình đã bắt lại được một khoảnh khắc trong thời gian, nhưng đối với những người khác phải thật sự xem xét kỹ càng để có thể nhận ra được rằng chuyện gì đã xảy ra ở quá khứ và có thể xảy ra ở trong tương lai. Và bây giờ mình sẽ phải trả lời ở thử thách này. Một tấm hình này thì đây bây giờ đang là mấy giờ? Vai trưởng thì 1 giờ sáng, 2 giờ chiều hay 6 giờ chiều. Nhìn như này có vẻ như là vẫn đang có nắng. Nắng từ phía bên trái qua, xe cộ khá là đông, như kiểu là đang là bị kẹt xe tắc đường vậy. Kẹt xe tắc đường thì thường sẽ vào rơi vào giờ cao điểm, giờ tan tầm, tức là khoảng 6 giờ chiều. Có vẻ như ở bên Mỹ là 6 giờ chiều thì nắng vẫn chưa tắt các bạn ạ. Yes! Quá chuẩn luôn. À, và mặt trời đang ở phía tây. Ok, như vậy là cái góc bên trái là góc phía tây. Rồi, có bóng dài và mặt trời ở phía tây. Rồi, tiếp theo, ngày hôm nay là ngày gì? Ngày nghỉ lễ, ngày có trận thi đấu hay là ngày làm việc? Ngày làm việc, rõ ràng rất nhiều xe cộ mà. Rồi, đó, giờ cao điểm này. Mùa này mùa gì? Mùa này là đang là có cỏ xanh này, mà nắng như thế này chắc là mùa hè. 6 giờ chiều mà nắng chưa tắt là mùa hè. Let's go! Trên nóc nhà có cả ô. Ok, này mình không nhận ra luôn nha. Chuyện gì có thể kỳ vọng vào ngày mai xảy ra? Ngày mai à? Ngày mai sẽ có một vụ ăn mừng à? Hay là nguy hiểm? Ăn mừng đi. Oh, có một cái... À! Mình chưa... Ôi, mình đã giải thích quá lâu. Thành ra là thời gian trôi đi cũng mất. Vừa nãy nó bảo là có vụ ăn mừng vì có cái gì đấy xảy ra. Có cái gì đấy ở... À! Với sự kiện ăn mừng ở công viên này nè. Có mấy cái tấm gì này. Được rồi, để mình sẽ thử lại nào. Lần này sẽ trở lại nhanh hơn nha. 2 phút thôi. 6 giờ này. Ngày làm việc này. Mùa hè này. Rồi. Và là celebration. Rồi. Và đường dẫn đến đây bị chặn lại. Ok. Tiếp theo này. Ngành công nghiệp gì đang thúc đẩy cái kinh tế? Chắc là ngành công nghiệp rồi. Hoặc là có thể là ngành du lịch. Không, nghĩa là công nghiệp thôi. Công nghiệp. Đây là dịch vụ. Công nghiệp. Yes. Có than. Than ở đâu? Chỗ nào đây? À, chắc là đây là chưa hiểu cái này lắm nhưng mình đoán là thôi, còn mình là đúng rồi, được rồi. Chúng ta đang ở đâu? Ở một cái ở biên giới, ở trung tâm, gần một cái coast là gì ta? Cái này thì không phải trung tâm rồi, gần biên giới. Chắc là cái C đi, cái này đi. À, gần như kiểu gần bờ biển à. Chắc là đây là bờ biển này. Xong. Ok, mình đã hoàn thành thử thách số 1. Các bạn đã khổ cái là chúng ta là người Việt không? Mình cũng phải dịch những cái này ra để cho các bạn dễ hiểu. Thế nên thành ra là mình hơi tốn thời gian một tẹo. Chứ không ấy, mình mà đọc tiếng Anh nhanh nhanh là mình cũng trả lời xong rồi. Ôi, đến với thử thách số 2 luôn nào. Đây là mấy giờ? Nhìn hình chung như kiểu AI ấy à. Và nhìn trời như này chắc là 7 giờ sáng đấy. Thấy có vẻ là chưa có nhiều ánh nắng lắm. 7 giờ sáng. Yes sir. Oh, vẫn còn đèn đường. Và mặt trời đang chiếu bóng từ phía đông. Hôm nay là ngày gì? Cảm giác như đây là ngày... Ê, hôm nay là ngày trong tuần nha. Đây là chiếc xe buýt của trường học và nó đang di chuyển, tức là ngày trong tuần. Đó, chuẩn luôn. Đây là mùa gì? Mùa đông, hiển nhiên rồi. Tuyết thế này cơ mà. Winter. Ok. Tuyết rơi vào lúc nào? Một tháng trước, một tuần trước hay là hôm qua? Nhìn tuyết này có vẻ không dày lắm. Mình đoán nhưng mà không thể là ở một tháng trước được. Một tháng trước thì chắc tuyết nó cũng đã dọn xong rồi. Đây có thể chỉ là một tuần thôi. Nhìn kỹ hơn và đoán lại. Ủa? Ảo ma vậy? Tuyết có trên nóc nhà không? Không có. Tức là một tháng trước à? Ủa, tức là một ngày trước, tức là ngày hôm qua à? Tôi đang ở đâu? Một khu nông thôn, một cái bến khu công nghiệp à? Gần núi hay là gần một sa mạc? Đây, cái này mình thấy là một cái dốc núi này. Gần núi. Đó. Ở đây thì có cái công nghiệp gì? Khá chắc đây là công nghiệp du lịch. Vì thế là những cái khu kiểu trượt tuyết. Ở đây này này. Mình thấy đánh giá ở đây là có những cái đường trượt tuyết này. Thì sẽ là đánh giá là trượt tuyết thì là tourism, du lịch. Yes, easy. Xong thử thách số 2. Trời ơi, game là dễ. Thử thách tiếp theo, phân tích bức ảnh. Hãy kiểm tra khả năng quan sát của mình thế nào. Rồi, kiểm tra khả năng nhìn của mình. So sánh hai hình, hai cái cảnh giống nhau và tìm ra điểm khác nhau. Một số cái dễ, một số cái rất là khó. Bấm vào điểm khác nhau ở một trong hai tấm hình để xem ra là mình có đúng hay không. Ok, let's go. Khó ta. À đây, hai người này đứng khác nhau này. Một, có một người đàn ông đang chạy này. Hai, ở đây không có người, ở đây có người. Ba, chiếc xe này màu khác màu nhau. 4. Mà cảm giác như mấy người này định kiểu được photoshop lên nhỉ.
chả giống một chả giống nhau, chả giống kiểu người thật một tí nào luôn á. Bên này có cái bóng, bên này không có bóng. 5, ở giữa đây, ô, có một chiếc xe tải ở đây. Bức trên không có. 6, trên phần cửa này có cái gì, trên cái có cái gì không? Chưa hết à, vẫn còn à. Ô, cửa ở đây màu xanh, màu đen, đây không có cái đó. Rồi, tiếp tục luôn. Dưới đường, ở đây có những cái vết đá, có cái kiểu như kiểu cục đá này. Let's go. Còn gì nữa ta? Chưa hết à? Vẫn còn nhỉ? Nhìn như là nhiều lắm thôi mà. Ồ, con gì nhỉ? Xe ô tô, hai xe ô tô này đáng ra nó phải giống hai khác nhau chứ nhỉ? Người giống. À, cái cây. Đây có cái cây rất to, đây không có. Let's go. Mình đã hoàn thành thử thách này trong vòng 1 phút 24 giây. À, tự dưng mình làm ở đây mình mới nhớ ra là không biết là có bạn nào ngay ở đầu video này đã vào trang web này để làm những cái bài kiểm tra này chưa? Và tốc độ của các bạn có làm nhanh như mình hay không? Bạn nào mà làm trước rồi thì bình luận bên dưới cho mình biết nhá. Tiếp theo, đến hình số 2. Let's go. 3 phút bắt đầu. Ô tô giống nhau. Trên này có máy bay. Đây có một cái gì ở cái thùng rác này. Đây không có. Đây, mái che khắc màu nhau. Ô tô. Đây có một cái ô tô phía sau. Đây. Có cái gì này, có cái chắn này, chắn đường này, rồi có một người ở đứng ở người ở đây, rồi cái này có một cái lớp tôn, tường tôn tre, rồi vẫn chưa hết à? Ôi rồi, ông nào bay này? Rồi, cố lên, hình như chỉ còn rất ít nữa thôi. Đây, rác ở đây sai đó, khác nhau. Còn gì nữa nhỉ? Mình cảm giác là hết rồi. Tường, ok, ghế đá khác nhau. Ô tô ở đây. Let's go! Chỉ trong vòng 1 phút 20 giây. À, còn nhanh hơn cả thử thách lần trước nữa. À, đây, bông hoa khác màu này. Rồi, bảng chữ P, chữ R khác nhau này. Có một cái gì ở đây này, khác nhau này. Mình không biết diễn tả ra cái gì. Đây, khác nhau này. Xe ô tô khác màu này. Có một cái cờ gì đấy ở đây này. Ông này đeo ba lô này. Đây là có người này. Ê, khó nhỉ, còn cái nào không nha? Cái nào các bạn ơi, mặt đường giống nhau. Mình nghĩ ở khu vực giữa này. À, cái đèn này nó sáng, cái này nó không sáng. Ôi chà, thế thế nào, chế độ chuyên gia. Let's go, bắt đầu. Ui, what the hell. Rồi, một cái khác nhau này. Ui, đây mái che khác màu này, cái khác màu dễ nhìn ra hơn hẳn nhá. Đây, màu của cái mái che trên cái cửa sổ, cái xe ô tô này. Đây, không này, có cái xe nữa này. Đó. Đây này, chỗ này nữa này, màu của cái không biết là cái gì. Ai da, còn gì nữa nhỉ? Còn gì nữa đâu? Đây, có cái cửa đó, cái không có cửa. Rồi. Còn gì nữa nhỉ? Có cái gì nữa? Đây, có người ở đây, đây còn thấy không có người. Trời ơi, chắc là đang còn một cái cuối rồi đúng không? Còn một điểm khác nhau cuối cùng nữa. Mà mình vẫn chưa nhìn ra. 5 4 3 2 1 không nhìn ra nổi. Ok, đúng là chế độ chuyên gia quá khó. Thử lại thế nào. Ok, nhưng có những cái mình đã nhìn ra rồi thì mình sẽ bấm cho nó nhanh luôn để mình có thời gian để mình có thể làm tiếp tục những cái tiếp theo. Ủa sao mình cảm giác như là mình đang bị bấm ít đi hơn so với cả lần trước luôn á. Bây giờ mình làm lại mà cái số lượng khác nhau này nó còn ít. Đây. Hình như lần trước mình không tìm ra thằng này. Lần này mình tìm ra nó rồi. Vậy thì bây giờ mình chỉ tìm nốt lại cái điểm đây. Ủa, vẫn còn thằng nào đó mà mình chưa tìm ra được à? Quá khó. Ui, các bạn ạ, lại ba mình 2 phút trôi qua mình không thể nào mà nhìn ra được. Các bạn ạ, thời gian trôi qua hết rồi mình không thể nào tìm được những điểm còn sót lại cuối cùng. Halloween special, đâu để xem nó như thế nào nào. Wow, cái này là có cái gì liên quan đến ngoài đời không? Ma này, mình cứ tưởng nó phải liên quan đến ngoài đời thì may ra là nó mới thể hiện đúng kỹ năng chứ. Rồi, con rơi ở đây này, lá này, cái đèn ở đây này, đó, có một cái quả ở đây này, không khác què gì hết. Cái cuống của quả bí. Rồi, còn cái gì ta? Mấy con này. Mây, đám mây. Rồi, vẫn chưa hết sao? Nhiều thế này rồi. Bụi cỏ. Rồi. Màu của mũ con cáo. Vẫn chưa hết. Cái gì mày? Cái gì mày sao vẫn còn chưa hết được? Bây giờ chuyển qua
bài kiểm tra về trí nhớ đi, để xem trí nhớ của mình ra. Chứ bây giờ cả hai bài mình phải dùng mắt rồi, rất là mỏi rồi. Chúng ta chuyển qua trí nhớ đi. Đâu? Bây giờ là mình sẽ phải tìm ra được, kiểm tra trí nhớ, tìm ra được hai cặp, các cái cặp hình giống nhau trong ít lần nhất có thể. Ok, chó Egin Harrington. Rồi, Harrington sai. Egin Harrington. Harrington. Rồi, một cặp Boris Osman. Ok, A gì đó, Boris, tất cả Osman, Bradley. Egin. Đây rồi. Egin thì đó, Boris Osman với cả Bradley. Boris. Rồi. Osman, Bradley, Larry à? Bradley, đây. Bradley, rồi, Larry. Và cuối cùng là Osman. Yes, let's go. Rất nhanh chóng. Không biết là mình được bao nhiêu thời gian để mình vượt qua cái này nhở. Hy vọng là em Edit đã bật bộ đến thời gian cho mình kể từ lúc mình bắt đầu chơi cái này, thì mới cho các bạn biết là mình chơi trong bao lâu được. Và chắc nãy là chắc tầm hơn 1 phút là cùng thôi. Yeah. Lần này sẽ là cột 4x5. Đó, xem nào. Cao chốp. Enigma. Enigma. Lụm tiền. Insect. Cái gì đấy? Con ruồi gì đây? Ôi, pin và con ruồi. Phát dùng một lần. Gì đây? Đây. Con ruồi. Rồi, ok. Đây. Gai đây. Rồi. On tap pad. Phát dùng một lần. Ok. Máy bay U2 sao? Can chốp. Đinh. Đinh. Giải đinh. Rồi. Camera micro dot. Pin. Pin ở đây. Pin ở chỗ này. Rồi. Cá robot. Ok, máy bay U2, camera, micro đốt và let's go, hoàn thành cấp độ to. Và đến với kho ảnh của giám đốc. Kho ảnh này đã bị xếp thứ tự sai, không có bị hủy hoại gì hết. Nhưng chúng ta có một vị khách đến trong vài phút nữa và chúng ta phải sắp xếp vào đúng thứ tự. Mình sẽ có 15 giây để xem thứ tự và 2 phút để sắp xếp bức ảnh theo đúng thứ tự. Ok, thì nhớ này, trong vòng 15 giây mình phải nhớ hết thứ tự của tất cả những bức ảnh này. Sau đó mình phải sắp xếp nó lại theo đúng thứ tự. Ok. Vì này, ok. Let's go. Khó vãi. Cái gì ấy? Hình như này. Như này đúng rồi. Chết rồi, hàng dưới mình chưa kịp nhớ. No. Chết rồi, không nhớ mấy ông này. Chết rồi. Mình đang xếp bừa rồi. No. Rồi. Nhục nhã quá. Không, mình không chơi cái bài nữa, quá nhục rồi. Các bạn ơi, mình mới làm có 3 bài kiểm tra trong vòng có nửa tiếng thôi mà đầu mình đã đau nhức hết cả rồi, mắt thì mỏi chứ. Đúng là đây là dấu hiệu của tuổi già rồi. Cho dù là làm bài kiểm tra vào tổ chức CIA của trang Spy Kid điệp viên nhí, nhưng mà mình cũng không thể nào mà làm cũng được nổi hết. Được rồi, như vậy là biết là mình chỉ đủ sức để mà ngồi ở đây làm một thằng YouTuber thôi. Còn các bạn, ai mà nghĩ đủ trình độ để có thể vượt qua tất cả những cái thử thách này, để thể hiện kỹ năng bản thân xứng đáng gia nhập vào hàng ngũ cơ quan tình báo trung ương Mỹ, thì các bạn cứ việc vào đây mà chơi. Mình để link ở phần bình luận và phần mô tả nhá. Mình sẽ bỏ não ra ngoài và qua bên video này xem Skibidi Toilet đấy, cho nó giải trí nhá. Mình hẹn các bạn ở bên video này nhá. Nó như đầu quá rồi.